bằng lái không? Anh không có mà bạn xe. Thì anh phải làm. Chị còn anh bỏ nghe thái độ trong xe trên đường thì nó không phải là trong xe anh ạ. Có đấy không anh? Không có các bạn. Tôi làm việc luôn. Anh mời anh đứng đây 2 tuổi. Cái này là do của anh chị hợp tác cho ngay từ đầu. Yêu cầu của anh không có bằng anh để xuống thái độ của tôi đi xem. Anh xuống đây anh thái độ. Như thế là anh không hợp tác với tôi. Không thể mà anh chị ngồi trên xe thì bảo làm sao để xuống cái độ. Cảnh sát đã đứng. Anh được phép chụp nhé.